Dự án khu đô thị mới này là một trong những công trình trọng điểm của thị trấn Phố Lu. Đây cũng là dự án về nhà ở đầu tiên ở đây được xây dựng. Với diện tích trên 14 ha, được quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng xã hội. Dự án Cường Thịnh sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho trên 2.000 cư dân. Với cái chủ trương của địa phương cộng với cả cái tinh thần của chủ đầu tư cũng quán triệt xuống nhà thầu, thì nhà thầu là cũng với cái tinh thần là sẽ thực hiện cái dự án với cái chất lượng tốt nhất và cái thời gian để hoàn thành cái dự án là sẽ đáp ứng đúng với cái tiến độ chủ trương của địa phương và của chủ đầu tư. Cùng với khu đô thị Cường Thịnh, các dự án xây dựng hồ trung tâm, nút giao Phố Lu đang thi công. Một số dự án đang chuẩn bị triển khai như khu đô thị mới Phú Long, dự án khu dân cư Làng Trưng, xã Sơn Hà. Khi hoàn thành và đi vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng để thị trấn Phố Lu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4. Năm qua thấy là cái đô thị của Bảo Thắng này cũng là được Đảng, Nhà nước là quan tâm, nhưng là về cái đường nối thấy chủ trương giải tỏa mặt bằng này thì là có một số gia đình thì là cũng rất thuận lợi. Và nữa là thuận lợi cho nhân dân là được cái khu đô thị nó sẽ sau này nó sẽ khang trang sạch đẹp hơn. Qua rà soát, thị trấn Phố Lu mới đạt 43 trên 59 tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn của đô thị loại 4. 16 tiêu chí chưa đạt, có những tiêu chí về dân số đô thị, tỷ lệ về công trình chiếu sáng, tỷ lệ cây xanh đô thị. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhà ở, khu dân cư trọng điểm, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyên truyền tới người dân để cái nhận thức sâu sắc về cái tầm quan trọng với việc mà xây dựng và phát triển thị trấn Phố Lu trở thành đô thị loại 4 thì nó tạo ra cái hành lang cũng như là cái sự phát triển chung của thị trấn, một cái đô thị, và nó tạo điều kiện về cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với hệ thống giao thông đồng bộ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, điểm trung chuyển cảng hàng không Sapa với các địa phương, thị trấn Phố Lu trong tương lai không xa sẽ là trung tâm đô thị sầm uất, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của huyện, của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống của người dân.